khắt khe của thị trường xuất khẩu. Sàn giao dịch sẽ miễn phí sử dụng cho người nuôi tôm tham gia dự án chuỗi giá trị tôm bền vững công bằng tại Việt Nam. Vụ thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương vừa cho biết, trong những ngày gần đây, giá heo hơi đã tăng từ 1.000 đến 3.000 đồng một ký và tăng nhiều nhất là khu vực phía Nam. Ngoài trừ 3 tỉnh Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chưa tăng, còn lại các địa phương khác giá heo hơi đã có xu hướng tăng lên. Cụ thể, tại các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên cùng tăng 2.000 đồng một ký, lên mức 38.000 đến 40.000 đồng một ký. Các địa phương khác như Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc có mức tăng thấp hơn là 1.000 đồng một ký. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Nam, giá heo hơi tiếp tục đà tăng khá mạnh. Tại Trà Vinh, giá tăng mạnh 3.000 đồng một ký, lên 49.000 đồng một ký. Tại Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, giá đồng loạt tăng 1.000 đồng, lên 45.000 đồng một ký. Tại Đồng Nai cũng ghi nhận giá tăng 1.000 đồng đến 2.000 đồng, lên 45.000 đến 46.000 đồng một ký.